những báo khác, tại vì chắc chắn là những cái đó là chị Minh không có trả lời được đúng không? Cái tính chị cái gì làm rồi thì đừng làm nữa. Thành ra những câu hỏi sẽ hỏi chị thì chắc chắn nó sẽ không nhẹ nhàng. Ô bé á, nếu quay cảnh thì rồi ok. Cái format này em vừa nghĩ ra cách đây, trên lúc chạy xe từ nhà em lên đây em đổi toàn bộ kế hoạch, không? Rồi sau khi em coi tất cả các show mà chị Minh đều không có các báo khác. Và đây là một cái format mang tính chất là nếu coi như là format chị thường thường thấy cái chữ nếu nó hay gầy độ đúng không? Thường thường đó thường, là thấy cái mùi gầy độ trong này rồi. Ít là luôn luôn có những mình đề là ít 1, 2, 3 là ít hiện tại có những gì có thể đã xảy ra và những gì có thể chị Tu Minh sẽ không gặp, nhưng mà nếu rơi vào tình huống đó chị Minh là một người có rất là nhiều năm kinh nghiệm chặt chẽ đó, chị sẽ xử lý thế nào? Ok rồi, ok đầu tiên hay, được được, có như cũng có cái gì đó đúng rồi. Và à, đầu tiên là thu âm trước, thu âm đỡ trốn phải không? Đúng rồi. Rồi đầu tiên là rất là cảm ơn chị Thu Minh đã dành thời gian đến với phần Eva để phỏng vấn buổi ngày hôm nay. Cái format này thì em hy vọng là dưới góc nhìn của chị, một người lão làng trong âm nhạc và một người mẹ bỉm sữa rất là nhiều năm kinh nghiệm rồi, thì chị có thể xử lý những tình huống này cho được, nó sẽ dễ dàng và chân chu. Đầu tiên thì đối với một thông minh trong âm nhạc thì em sẽ có những câu hỏi là nếu nó có thể là những gì đã chị đã diễn ra với chị hoặc là có những gì. Có một thứ đã diễn ra với chị đó là album thứ hai của chị trong sự nghiệp âm nhạc, nó mang tên nếu như. Thì nó dùng với cái concept của em trong này. Rồi ok. Rồi nói quay một chút xíu về music là những cái tập chị đã phát xong thì cho em hỏi là chị đến thời điểm hiện tại là khi mà 1/3 chặng đường chị đã diễn ra thì chị thấy đã hay không? Đã có những gì đang làm không? Đã chứ cưng. Yeah. Đã. Thứ nhất rằng là chị đọc từng cái comment một đó. Yeah. Thì chị thấy rằng là 97% là khán giả thích. Yeah. Và khen nhiều lắm. Còn 3% kia thì chị không hiểu là họ muốn gì. Vậy thôi. Vậy thì bắt đầu những câu hỏi đến đây. Đầu tiên chị Minh nghĩ sao nếu như là trong 3% còn lại khán giả nói rằng là cảm giác chị Thu Minh như đang cố thể hiện một mình là một nghệ sĩ có kinh nghiệm thực lực và có những cái tố chất âm nhạc khủng để người ta phải wow lên và giống như đẳng cấp của một diva chẳng hạn. Chị nói thiệt nha, nếu mọi người mà dùng từ cố thì cái đó là quyền của mọi người. Yeah. Chị luôn luôn có một cái quan điểm rất là cởi mở. Yeah. về trong cái cách tiếp nhận. Yeah. những cái quan điểm trái chiều, bởi vì mỗi một con người đều lớn lên trưởng thành ở những cái môi trường và nền giáo dục khác nhau. Chính vì như thế quan điểm đa chiều và nhất là trong thời đại thông tin hiện. Yeah. Tại bây giờ nữa có làm nghệ thuật cũng rất là khó, nó không phải là có những cái sự thẩm định và một cái gì đó là nó mang tính chất khuôn khổ như ngày xưa. Yeah. Mà những cái thập kỷ trước mà chị mà làm nghề nữa. Yeah. thì chị cũng phải flexible, là uyển chuyển với những. Yeah. Cái vấn đề đó với và cái thứ uyển chuyển đầu tiên đó chính là phải uyển chuyển với tâm tư, suy nghĩ và quan điểm cũng như rằng là kiến thức của tất cả mọi người. Yeah. Đều khác nhau. Yeah. Chính vì như thế khi mà chị tiếp nhận một thông tin, chị chỉ quan trọng rằng là thông tin đó từ một người muốn đóng góp, chia sẻ và nêu quan điểm của mình ra có văn minh và lịch sự hay không, có thuyết phục hay không, thế thôi. Còn thì mọi người có quyền có những nêu ra cái quan điểm và chị đều hoan nghênh hết, bởi vì mọi người đã vào xem và mọi người cất công comment thì đã mất một cái khoảng thời gian của mọi người rồi, thì cái đó là một cái sự quan tâm của mọi người đến chương trình và đến chị chân thành cảm ơn. Vậy thì nếu chị nghĩ thế nào nếu mà người ta nói chị là những tập chị phát sóng đối với những nghệ sĩ đàn em, những cái kiến thức chị show ra, những cái mà chị thể hiện, cái tính chuyên môn của chị như một sự diêm hàng những đồng nghiệp của chị thì sao? À, cái này thì chị cũng tôn trọng, bởi vì sao? Năng lượng của chị luôn tỏa ra đó là tích cực. Và yeah. Tích cực thì chị luôn muốn chia sẻ. Yeah. Chị luôn muốn rằng là chia sẻ những cái gì mà chị biết và những cái gì mà đúc kết rất là nhiều năm mà chị có trong người để mà chia sẻ cho thế hệ sau
cũng như là chia sẻ với những người bạn đồng nghiệp của mình, và cũng là để giao lưu, và từ người ta cũng mình cũng học được ở người ta nữa, đúng không? Yeah. Nhưng nếu như mà mình ngồi đó chia sẻ mà mình thảo mai mà mình ai nói gì thì mình cũng ok. Yeah. Và nhất là mình lại là người chủ của chương trình nữa, thì làm sao ra được những cái nội dung, những cái kiến thức mà khán giả xem xong chương trình họ có thể hiểu được, đúng không? Thế bây giờ ai nói gì chị cũng ok hết à? Để chị là một người chủ nhà thật là dễ thương và thảo mai, đúng không? Thì nếu mà như vậy thì trong show sẽ không có kiến thức gì cả, sẽ không có một thông điệp gì truyền tải đến cho khán giả cả. Và mỗi một tập ấy, nó có một cái sự cố gắng của chị ở đây, nhưng đó không phải là sự cố gắng để thể hiện bản thân mình, mà là cố gắng làm sao để mà mỗi một tập chị đều phải giống như là phân thân, chị đóng một cái vai, một cái vai, một cái nhân vật để cho nó hợp chủ đề với cái nội dung, từ nội dung chuyện trò cho tới nội dung âm nhạc, đúng không? Ví dụ như là tuần đầu tiên thì chị là một người ngôi sao, cùng là một người ngôi sao với cả Đỗ Phước Thịnh, để nói về những cái mà sự đối diện của những ngôi sao hàng ngày bị những cái áp lực, hoặc là những cái điều mà cần chia sẻ cho mọi người hiểu mình hơn, đúng không? Đến tập Trúc Nhân thì chị là một người thầy, chị là một người bạn, đúng không? Và chúng tôi nói chuyện với nhau về technique, về kỹ thuật thanh nhạc, cách mình phân tích về như thế nào là gằn giọng này, như thế nào là hát growling rồi xong rồi belting như thế nào để mà đúng kỹ thuật. Nhưng cái kỹ thuật đúng đó nó cũng là đúng với người này nhưng không đúng với người khác, đúng không? Thì ở tập Trúc Nhân chị lại là một người thầy và một người bạn chia sẻ về kỹ thuật thanh nhạc với cả Trúc Nhân. Rồi tới Trấn Thành thì chị lại là một người chị chia sẻ với Trấn Thành về những cái kỹ năng khi mà thật ra khi mình đối diện với cả công chúng á, đã gọi là một ngôi sao thì mình phải có kỹ năng giao tiếp. Thì cái chuyện mà chia sẻ với Trấn Thành là cái chuyện mà làm sao để mà kiềm chế cảm xúc và không khóc bù lu bù loa thì đó cũng là một kỹ năng của một người, đúng không? Rồi sau đó khi mà tới tập của Võ Hoài Trâm, chị lại phải đóng một vai khác, là một sao, là một người chị nhưng mà cũng là một người đồng nghiệp không bao giờ đến trường học cả, bởi vì thế giới âm nhạc, thị trường âm nhạc bao giờ nó cũng nó không rõ ràng ra cả, nhưng mà nó luôn luôn ở đó, tức là sao, là hai trường phái, một trường phái học thuật và một trường phái là thị trường. Yes, đúng không? Nó luôn luôn ở đó, bao nhiêu thập kỷ trôi qua và nó sẽ ở đó mãi mãi. Chính vì như thế cái nội dung của cái tập của Võ Hạ Trâm nó sẽ là trường lớp và kinh nghiệm học thuật và kinh nghiệm thực chiến. Thế nên bây giờ chị ngồi im, Trâm nói gì chị cũng vậy thì trong tập đấy các bạn có ra được kiến thức gì không? Các bạn có ra được nội dung gì không? Không có, đúng không? Vậy thì thương lấy chị chứ mới là đúng, đúng không? Không phải là dìm hàng chị.